Kỹ năng mài cối răng con nhỏ hàm dưới. Phần thứ nhất, đảm bảo cái lượng mô mà cần phải mài đối với răng cua nhỏ hàm dưới. Thì ở đường hoàn tất, ta lên mài được 0.3 cho đến 0.5 mm. Các mặt má hoặc là mặt lưỡi thì ta lên mài được từ 1 đến 1.2 mm. Và mũi trong hay là cái mũi hướng dẫn thì lên mài từ 1 đến 1.2 mm. Còn mũi ngoài hay là mũi chịu thì lên mài được 1.5 mm. Các cái rãnh trung tâm thì lên mài được 1.5 mm. Bước thứ nhất trong kỹ thuật mài cối răng cua nhỏ hàm dưới đó là mài rãnh hướng dẫn là mặt nhai. Thì mũi khoan ta có thể lựa chọn ở đây là các mũi khoan trụ hoặc là mũi khoan tròn. Trường hợp thứ nhất là đối với mũi khoan trụ thì ta nên tạo từ 2 cho đến 3 rãnh hướng dẫn với mỗi mặt. Ở phía trong ta cũng nên tạo 2 cho đến 3 rãnh với độ sâu khoảng từ 1 mm. Mặt ngoài thì ta nên tạo rãnh 2 đến 3 rãnh hướng dẫn với độ sâu khoảng từ 1 đến 1.2 mm. Để đảm bảo sau khi cái giai đoạn đánh bóng ta sẽ được cái độ sâu ở mặt ngoài là 1.5 mm và mũi trong thì là 1 đến 1.2 mm. Phương pháp thứ hai là ta sử dụng các mũi khoan tròn, ta để tạo các cái rãnh đi theo các cái rãnh ở mặt nhai để tạo ra cái rãnh hướng dẫn. Mũi khoan tròn này sẽ đi theo các cái rãnh ở mặt nhai. Sau đó ta chỉ cần nối cái rãnh này với nhau, ta sẽ được một cái mặt nhai cho cối răng. Bước thứ hai trong kỹ thuật mài cùi răng cua nhỏ hàm dưới đó là mài mặt nhai. Thì ta có thể sử dụng đó là các mũi khoan trụ hoặc là sử dụng các mũi quả chám. Thì mặt nhai sẽ được mài bằng cách là nối các cái rãnh hướng dẫn với nhau. Và thứ hai là mài mặt nhai phải mài theo giải phẫu, tránh là mài bằng mặt nhai. Thông thường thì đối với răng cua nhỏ thì mặt nhai sẽ được mài theo dạng hình chữ V. Trong khi mài thì trục mũi khoan phải luôn song song với mặt nghiêng của mặt nhai, như vậy sẽ giúp mài đều mặt nhai. Lưu ý rằng nếu như ở đây ta quan sát, nếu như đây trục mũi khoan đang song song mặt nghiêng của mặt nhai, nếu như lúc này trục mũi khoan quá nghiêng xuống phía dưới như này thì cái vùng trũng này sẽ được mài nhiều, trong khi nó đỉnh mũi thì được mài ít. Nếu như trục mũi khoan quá nghiêng lên trên như thế này thì lúc này đỉnh mũi sẽ mài nhiều, trong khi đó trũng phải mài ít. Như vậy thì cái mặt nhai sẽ không mài đều, dẫn đến là có những vùng thì phục hình sẽ dày, có những vùng thì phục hình sẽ rất mỏng, ảnh hưởng đến độ bền của phục hình sau này. Ngoài sử dụng các mũi trụ, ta có thể sử dụng các mũi khoan quả chám để tạo ra hình dáng mặt nhai của cùi răng theo dạng hình chữ V. Bước thứ ba trong kỹ thuật mài cùi răng cua nhỏ hàm dưới đó là tạo rãnh hướng dẫn và mài mặt má. Quan sát giải phẫu thì ta sẽ thấy là răng cua nhỏ hàm dưới thì mặt má sẽ có hai bình diện, 1/2 cổ là song song với trục răng và 1/2 phía nhai thì gặp một góc trong cái trục răng. Mặt trong hay mặt lưỡi thì chỉ có một bình diện, ngược lại so với hàm trên là mặt trong sẽ gồm hai bình diện và mặt ngoài gồm một bình diện. Như vậy thì mài mặt má đối với hàm dưới sẽ mài theo hai bình diện, 1/2 cổ trục mũi khoan sẽ song song với trục răng, 1/2 phía nhai thì trục mũi khoan lúc này sẽ gặp một góc trong trục răng, nhưng luôn đảm bảo rằng trục mũi khoan phải song song với bề mặt răng. Giai đoạn đầu tiên trong việc mài cùi, giai đoạn đầu tiên trong việc mài cái mặt má của răng cua nhỏ hàm dưới thì thay vì việc ta tạo cái đường hoàn tất bằng mũi trụ thì ta có thể dùng các mũi khoan tròn với đường kính khoảng 1 ni. Ta đi một nửa mũi khoan, ta sẽ được một đường hoàn tất bờ cong đúng 0.5 ni. Sau đó sẽ không cần phải đi lại nữa. Sau đó mài mặt má, lúc này ta sẽ mài mũi bằng mũi khoan trụ và dịch lên phía trên, không mài về hoàn tất. Việc sử dụng mũi khoan trụ để tạo đường hoàn tất, ta sẽ phải đi lại nhiều lần đường hoàn tất, dẫn đến đường hoàn tất gồ ghề, không nhẵn và không đều. Đường hoàn tất ban đầu mặt má thì nên đặt ở trên nước, có thể là cong hoặc là một cong sâu. Mà mặt má thì mài từ phía gần cho đến phía xa và dừng lại ở phía trước của vùng tiếp xúc bên. Mặt má được mài thành hai bình diện với 1/2 phía cọ mài song song với trục răng và 1/2 phía nhai.
tạo thành một góc cho với trục răng, như đảm bảo là trục mũi khoan lúc này luôn song song với bề mặt răng. Dãy hướng dẫn sau khi được tạo thành, lúc này ta sẽ nối cái dãy hướng dẫn, ta sẽ được mặt má của cùi răng. Chú ý là việc dùng mũi khoan trụ nối các dãy hướng dẫn sẽ có một nguy cơ làm sâu thêm cái dãy hướng dẫn, và để tránh cái nguy cơ làm sâu thêm cái dãy hướng dẫn thì ta đặt chéo mũi khoan tựa lên các cái vùng gồ cao này giữa cái rãnh, sau đó nối liền. Như vậy thì ta sẽ không hề tựa lên các rãnh hướng dẫn và sẽ không làm sâu thêm các rãnh hướng dẫn này. Bước thứ tư là tạo các rãnh hướng dẫn và mài mặt lưỡi. Thì mặt lưỡi nhớ là chỉ mài thành một bình diện. Sử dụng các khóa silicone đã tạo từ trước để kiểm soát bề dày của cùi răng cũng như là lượng mô đã mài. Những cái vùng nào mà cần phải mài thêm thì phải được mài để tránh là có vùng dày, vùng mỏng ảnh hưởng tới độ bền của vùng sau này. Khóa silicone giúp kiểm soát một số cái vùng cần phải mài thêm. Những vùng này sẽ được đánh dấu bằng viết chì, sau đó sẽ được mài thêm. Mài vùng tiếp xúc bên, sử dụng các mũi khoan đuôi chuột để tránh tổn thương răng kế bên. Có thể sử dụng cái Namatic hoặc là ta để lại một lớp men mỏng kế bên với cái răng bên cạnh sẽ giúp bảo vệ được răng bên cạnh. Một lớp men mỏng đã được để lại. Đối với trường hợp mà ta có lỡ làm tổn thương răng kế bên thì răng đó lên được đánh bóng tránh gây ra sâu răng về sau. Đường hoàn tất ở mặt bên ban đầu thì nên đặt trên nướu một chút. Để giai đoạn hoàn tất cuối cùng, đường hoàn tất sẽ đặt ngang nướu hoặc là hơi dưới nướu. Vùng mặt bên là vùng thường bị mài nhiều do không quan sát được. Lưu ý khi mài mặt bên là mũi khoan nên đi từ mặt má cho tới mặt lưỡi, hơi vuốt về phía mặt nhai để tránh làm tổn thương nhũ lợi và răng kế bên. Bước thứ 6 là mài toàn bộ thành trục và đường hoàn tất. Ta mài không nên đi quá 1/2 đường kính mũi khoan hoàn tất để tránh tạo ra cái vùng gờ men không được nâng đỡ. Đường hoàn tất chỉ đi đúng 1/2 đường kính mũi khoan. Tiếp theo là độ thuôn của cùi răng sẽ được tạo ra bởi độ thuôn của mũi khoan. Chọn các loại mũi khoan với độ thuôn 3 độ. Như vậy thì mỗi một bên sẽ tạo ra một độ thuôn 3 độ, vậy thì cùi răng lúc này sẽ có độ thuôn là 6 độ. Trường hợp này, trục của mũi khoan không song song với trục răng mà quá nghiêng ra phía ngoài, dẫn đến là tạo ra vùng nẹm ở cùi răng. Trường hợp B, trục của mũi khoan quá nghiêng vào trong, dẫn đến là cùi răng quá thoát, ảnh hưởng đến sự lưu giữ của phục hình. Về mài đường hoàn tất thì do răng cối nhỏ nộ ra khi cười vậy thì phải đòi hỏi về mặt thẩm mỹ cao hơn, cần phải đặt đường hoàn tất dưới lợi, do vậy mà cần phải đặt chỉ con nướu. Bước 7, hoàn thiện và đánh bóng. Tất cả các cạnh của cùi răng đều phải được làm tròn. Có thể sử dụng các loại mũi khoan chuyên dụng để tạo các cái góc tròn, hoặc là sử dụng mũi khoan trụ. Các cái góc cạnh đều phải được làm tròn. Nếu như góc cạnh không được làm tròn, chúng sẽ là nơi tập trung lực, rất dễ nguy cơ là gãy vỡ sau này. Cuối cùng là đánh bóng lại bằng các mũi khoan mịn. Khi đi bóng đường hoàn tất, cần đảm bảo rằng 1/2 chiều dài mũi khoan cong phải vừa khít với đường hoàn tất.